Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình có một cái cây quạt treo tường các bạn. Cây quạt này cũng khá là mới và xịn đó các bạn. Của Senco này, chính hãng Senco luôn. Thì kiểm tra các bạn, nó không có quay nữa nha. Số không còn quay gì nữa nha các bạn nha. Đó, mặc dù rất là trơn tru luôn, nó không có dấu hiệu gì kẹt hết. Đó, đảo thì còn hoạt động tốt nè các bạn nè. Nó vẫn còn đảo nè. Ha. Nhưng mà cái phần quay thì không còn nữa. Thì mình nghĩ khả năng á, nó bị hư cái cầu chỉ nhiệt các bạn, khả năng không có vệ sinh á, vệ sinh kém quá, cho nên các bạn thấy phần này nó nóng ha, nó gây nóng và nó cái cầu chỉ nhiệt nó sẽ bị đứt nha các bạn nha, nó không có thông nữa. Để bảo vệ cho cái khối dây đồng này, bây giờ mình sẽ tiến hành mở ra và kiểm tra đo thử coi cái dây nó có bị đứt không nha các bạn. Chải kem đánh răng á, chà sạch sẽ đi nha. Rồi sau khi mà dùng bàn chải kem đánh răng cũ rồi các bạn chà nó sạch sẽ để nó thông thoáng ha, cho cái một phần motor này nó không bị nóng. Đó. Thì ở những cái quạt mới các bạn thì sẽ rất là khó tháo vì nó có đổ keo vô. Mình thấy thì cái hệ quạt mới bây giờ người ta không đổ keo nữa nha các bạn. Mình thấy mở cũng không nặng tay nhiều ha, cũng khá là nhẹ tay ha. Khả năng là cái quạt này các bạn nó xài quá nhiều thì nó gây ra nóng rồi các bạn. Đó. Rồi. Sau đó thì mình sẽ từ từ mình rút ra ha. Mấy cái phần dây rút này các bạn tháo ra cho mình. Bấm luôn. Rồi, mình cẩn thận chút xíu nha. Cái phần này các bạn mấy cái sợi dây nó sẽ rất là dễ đứt đấy. Các bạn cẩn thận chút. Rồi cái phần này thì các bạn làm hết sức nhẹ nhàng để nó tránh ảnh hưởng bị đứt nha các bạn nhé. Nó mà chạm vô cái phần này ha, nó đứt thì rất là uổng luôn. Thì coi như mình chỉ công mình sửa ra thì bị uổng đi nha các bạn. Ha, cái con ốc này nó cấn cho nên mình cũng tháo nó ra luôn nha. Hết sức nhẹ nhàng nha các bạn. Rồi mình sẽ từ từ ha, mình bấm cái phần này luôn nha các bạn. Để bấm ra thì mình mới dò được ha. Hết sức nhẹ nhàng nha các bạn, để nó không bị đứt một cái dây nào khác nữa. Nó giòn hết rồi các bạn ạ. À, dây rút nó dễ bị giòn. Đó, và mình sẽ dò ha. Mình sẽ dò từng cái cọng dây một, xem đâu nó là cái dây co, dây nhiệt đó các bạn. Ha, mình sẽ kiểm coi cái dây nào dây cầu chỉ nhiệt. Thì thường cầu chỉ nhiệt các bạn nó sẽ nằm sát với cái cọng dây này hơn thì người ta sắp xếp như vậy ha. Đây mình thấy ở trong này nó có một cái sợi dây bự nhất nè, mình nghĩ khả năng nó là cái cầu chỉ nhiệt đó các bạn, hy vọng thôi, cũng không phải đâu, nó mỏng lắm, nó mỏng thì chứ không phải đâu các bạn. Hoặc là cái cọng này. Rồi khả năng cọng này các bạn ơi. Mình sẽ tháo kiểm tra nó nha. Hy vọng là nó ha. Nóng quá các bạn, chạy nóng quá nó đứt đó. Cọng này to nhất này nè, hy vọng là nó nha các bạn. Không phải. Thank you.
Rồi mình kiểm tra thì cũng không có luôn các bạn ơi, không có cái cầu trì nhiệt nằm đây, như vậy mình nghĩ nó nằm ở phía trong này quá các bạn. Rồi đây rồi, đây chính là cái phần cầu trì nhiệt, thì mình sẽ đấu tắt luôn nha các bạn, mình sẽ bỏ nó ra. Rồi mình biết chính xác nó nằm ở vị trí này rồi đó. Như vậy thì mình sẽ tìm cách là mình đấu làm sao để mình bỏ luôn cái cầu trì nhiệt đó nha các bạn. Thì rồi những cái dây khác mình phải giữ cho nguyên si ha, để không có bị bung ra các bạn ha. Bấm ra luôn có các bạn ạ. Cẩn thận nha các bạn, nó đứt đó. Nó rất là dễ đứt dây nha các bạn. Rồi cái phần đây nó có cái dây cọng dây bị đứt ra nè đó, thì lát nữa mình sẽ phải nối ha, nối cái cọng đó vô nha các bạn. Thấy là nó có cái cọng này nó bị đứt ra nè đó. Bây giờ thì mình sẽ dùng đồng hồ mình đo hai cái đầu này, nếu mà nó không thông á thì chính xác nó đứt cái dây cầu trì nhiệt nha các bạn. Rồi các bạn thấy đồng hồ nó không nhảy, như vậy nó không thông ha, không thông rồi thì mình sẽ phải đấu tắt cái phần này qua đây luôn. Mình không có cầu trì nhiệt thì mình sẽ đấu tắt luôn nha các bạn. Đó, cái cầu trì nhiệt này nó bị hư này. À, thì đa số là như vậy. Thì nếu mà mình không có thay được cái cầu trì nhiệt này thì các bạn sẽ phải căng cái giờ, tức là mình chạy khoảng mấy tiếng rồi mình ngưng ha. Chứ còn nếu mình chạy nhiều quá nó nóng và nó không có chế độ bảo vệ thì nó sẽ đứt luôn nha các bạn. Đó thì bây giờ cái cách của mình đơn giản lắm, mình sẽ bấm luôn cái phần này ha. Đó thì các bạn có thể tìm được những cái cầu trì nhiệt như thế này. Này là cầu trì nhiệt 220 nha các bạn nhé. Các bạn lên cứ gõ gõ tìm cầu trì nhiệt nó sẽ ra ha. Rồi thì cái phần dây này các bạn sẽ đấu tắt vô chung chung vô một cọc luôn, mình sẽ cho chị vô thêm ha. Rồi rồi mình sẽ dùng dây rút mình bó cái phần này lại nha các bạn. Rồi mình sẽ cột cái phần dây rút này nha các bạn, cho nó gọn vô ha, cho khéo nha các bạn. Mình có cái dây dù các bạn, dây dù nhỏ này, nghĩa này, mình sẽ đi mấy đường ha, để cho nó gọn nha các bạn, nó gọn hơn dây rút nha. Rồi. Rồi, mình không thấy nó chạm gì là được nha các bạn. Cái con ốc này các bạn vừa tới nha các bạn, vừa tới ha. Mình sẽ làm động tác ha, mình gõ đây chút xíu ha. Đó, để cho nó trơn tru hoàn toàn ha. Rồi lúc đó mình mới siết lại nha các bạn. Mình siết chắc luôn tay không ha. Đó. Vào ngon lành rồi thì mình sẽ rồi sau đó mình sẽ test thử nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ cắm điện và test thử nha các bạn. Rồi nó đã quay ok đây, mình sẽ mở số nha. Rồi nó quay rất là mạnh này nha các bạn, đó vẫn còn đảo ok thôi ha.
Rồi, hôm nay mình đã chia sẻ với bạn cái cách để mà sửa cái quạt nó không quay, lỗi do cái cảm biến nhiệt, điện trở nhiệt cho các bạn, nó bị hư ha, nó bị không kết nối được. Rồi, chúc các bạn thành công. Nếu có điều gì thắc mắc các bạn để lại phần comment giúp mình nhé. Xin chào, tạm biệt các bạn nha.